Chào cả nhà nha. Bữa nay hai vợ chồng mình làm cái món cà ri gà nghe cả nhà. Nãy giờ mình làm nhưng mà mình cũng lu bu quá, mình cũng không quay công đoạn mà mình rửa chế biến gà nha. Mình mua một con gà người ta nghe cả nhà. Với khoai môn nhà mình trồng ha. Nhà mình trồng thì khoai môn cũng nhiều lắm. Đó, mình bỏ cà ri rồi đường muối, đường bột ngọt, rồi nước cốt dừa nghe cả nhà. Đó, thì mình nấu lát nữa mình review cả nhà coi nha. Bây giờ mình cũng làm thêm một mấy món là để mình quay coi cả nhà coi. À, hấp dẫn chưa, mực né bông bông cải nha cả nhà. Mà mình kêu bằng mực xào bông cải thì đó, mực này mình ốp ốp đằng xong hết rồi nè. Đó, mình mua con này 3 kg mực nha cả nhà. Lát nữa mình xào rồi mình mời cả nhà ăn với mình nha. Đó, nhà mình làm bữa nay làm 2 món với cái này nữa, nhưng mà cái này mình không quay tới. Lát mình review 2 món này thôi. Mọi người thấy không, bông cải ngon cực kỳ luôn cả nhà. Lâu lâu mình ăn cái bông cải này tốt lắm ha. Rồi mực mình ăn cho nó có chất, lâu lâu mình ăn đồ biển nhiều nhiều chút, nhưng mà mình đừng có lậm quá nha cả nhà. Đó, mình ăn có cái hạn như bữa nay mình ăn cá, mốt mình ăn cá, bữa kia mình ăn tôm, rồi bữa nọ mình ăn thịt. Mình nói chung bồi bổ cho mình chút sức khỏe để mình có chút năng lượng để mình hoạt động nha cả nhà. Nó ngon ghê nha. Ôi, nhất là cái nồi cà ri nè cả nhà thấy chưa, ngon lắm. Mọi người thấy không, mọi người thấy là gà thịt nó dai cực kỳ luôn ha, nó thơm lắm cả nhà. Cái môn này là cái môn cái môn gì trồng mình cũng không biết nữa, nhưng mà cái này có khoai lang đó nè cả nhà. Rồi bây giờ mình đậy nắp lại nha. Đậy nắp lại một cặp nữa nó chín rồi cái mình quay sơ sơ, cái mình dọn ra mình ăn, mình mời mọi người ăn với mình nha. Vợ mình nói này môn làng cả nhà. Bá đạo trên đất gạo với mày. Rồi nha cả nhà, chờ chút xíu nha, xíu nữa mình dọn ra mình mời cả nhà ăn với mình nha. Hấp dẫn quá cả nhà. Cái này một lát nữa mình ăn với bánh mì ha. Cái này mình nêm nếm sẵn hết rồi nha, là mình không cần phải nêm nếm nha. Quá ngon. Cái này cái con mực gì ta? Không, ý là cái con mực kìa, con mực nang thôi. Rồi mực nang nha cả nhà, mực nang mình né với bông cải nha cả nhà. Mình thì cái mình ăn hay lắm, chả biết cái con gì với con gì, cái con gì cũng ăn hết. Rồi mình xay, vợ mình xay cái bỏ vô ha cả nhà. Ngon quá. Rồi kia nó rơi rụng rồi. Mưa nha cả nhà. Rồi cái mùi thịt nó thơm, thấy không, cái mùi mực nó thơm mốc lên ha. Nãy mình nêm nếm ngũ vị hương nè. Thấy mọi người hương cái gì? Muối đường một cọt với sa tế. Trời ơi ngon quá. Chị gì nổi. Bây giờ mình bỏ cái bông cải vô ha cả nhà ơi. Trời ơi ngon quá cả nhà. Bông cải trắng với bông cải tím ha. Cái bông cải xanh. Có bông cải tím không em? Không hả? Không có cải tím, nhưng mà mình mốt cho này là mình nghĩ Việt Nam sẽ sản xuất ra bông cải tím. Ăn bông cải tím chắc nó bổ hơn đó. Ngon quá, ngon quá. Rồi nó biết nhảy nó bay ra ngoài cả nhà.
Trời ơi, bốc 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 mùi thơm. Chịu gì nổi cả nhà ơi. Giờ mà có cả nhà mà có ở đây cả nhà nghe cái mùi cái cả nhà phóng vô ngồi chơi liền luôn cả nhà. Rồi bây giờ mình mời cả nhà ra ăn nha. Bây giờ cái này của nó cũng chín rồi nha cả nhà. Rồi let's go cả nhà. Hello, xin chào cả nhà đã quay lại kênh ẩm thực chân giả nha cả nhà ơi. Mình rất vui gặp cả nhà nha. Bây giờ nãy giờ mình làm hai cái món hồi nãy mình có nói với mọi người đó. Mực né, mực né bông cải với cà ri gà ha cả nhà. Đó, bây giờ hai gói bánh mì mình mua ở lò về đi, giờ nó giòn khủng luôn. Bây giờ mình rồi mọi người thấy không? Mình múc một ít thôi nghe cả nhà. Chứ mình chơi nguyên nồi gai thì kỳ quá. Đó, ngon bá cháy luôn cả nhà. Gà nó hầm lạnh hầm từ nãy giờ nó cũng mềm lắm ha. Nước nước dừa nghe nha, nước dừa với nước cốt dừa ha. Ôi ôi coi nè. Ôi ôi quá trời ngon rồi. Bây giờ mình thử review thử nha cả nhà ăn với mình nha. Rồi bây giờ mời cả nhà ăn ha. Ngon quá cả nhà ơi. Ngọt cái nữa nha. Nó ngọt nước ha. Tại mình chơi con gà mà. Thơm. Thơm mùi cà kỳ với khoai lang nè. Với phải môn. Không, không gà. Mềm nước nha. Hầm một tiếng mấy, hai tiếng nó phải mềm ra. Ngon lắm nè. Bác cháy luôn nè. Trước mình làm cái... mình làm chủ đề ẩm thực này mình hướng dẫn cả nhà, nhưng mà bây giờ là mình ít hướng dẫn lại chút thôi cả nhà ha. Giờ mình review mình làm sơ sơ thôi. Đa số giờ những món ăn bây giờ người ta biết làm hết rồi cả nhà. Review thôi, mà để cái này mục đích mà mình nhắc lại cho mọi người biết là lâu rồi mình chưa ăn cái món đó ha. Cái ẩm thực giả ăn xong cái mai mọi người làm ăn ha. Không có gì bằng tự tay mình vợ chồng mình làm cái mình ăn ha, thưởng thức cho mình ra tiệm ăn thu ha nè. Tự tay còn nghe nè ơi. Mềm. Mình hầm nó mềm quá nè, ngon quá. Trời, cái nước mà vợ mình nó nêm vừa ăn nó ngọt mà nó thơm nó béo. Trắng nó răng. Bùi. Thơm. Quá trời quá đất ngon. Khó được. Tưởng không ngon nhưng mà ngon không tưởng. Ngon bá đậu. Cái ăn ngọt nha, thơm à. Hấp nước vào cho nó. Làm ăn với phải lan, hấp nước vào cho mắc cổ. Biết cục thịt nó nha cả nhà. À, mấy cục này, cục này không có xương nè. Tôi coi nó mềm nó cỡ nào ha. Ngon cả nhà ha. Rồi coi. Nó mềm mà không cần nhai nữa nha. Ngon ghê. Bây giờ mình thưởng thức miếng mực né này nha. Mình ăn miếng bông ha. Cái này ăn tốt lắm cả nhà, có vị thuốc. Thơm. À, có mực ngang ha. Ngon ghê. Cái cây. Hồi nãy mình xào nó vừa tới rồi cả nhà, nó không cần không đựng để cho chín quá ha. Vừa tới chín thôi, nó còn độ dai á. Dai ghê. Ngon. Mở ra ăn không. Cái bông cải trắng nó giòn hơn một cái xanh không. Kìa ha. Cái này nó mềm hơn. Chín hơn nó mềm hơn. Không phải. Cái bông trắng là nó mềm hơn, nó giòn hơn.
Rồi mà mọi người ăn với mình miếng bún nha cả nhà ơi. Ăn cho mình ăn mình phải lấy cái vị, lấy cái bị chứ mình đừng ăn lấy vị. Thầy bữa giờ ăn lấy vị là thua luôn á. Em ăn hơn đáp mình còn làm chút công chuyện á, bây giờ mình làm tiếp cho mình ăn cho no luôn ha cả nhà. Lát mình khỏi phải ăn nữa. Đó, lấy miếng mồm, củ mồm nè cả nhà. Đó, ngon chưa? Đó, bây giờ mình ướp củ mồm đi. Rồi mời cả nhà ha. Thơm. Nó dẻo, ông nội mẹ ơi. Mất tiêu luôn. Rồi cái này mà ăn với bún mà nhức nháy luôn nha. Rồi. Hấp gọt gọt. Nữa nào kiếm mặt bằng trên phố cho vợ mở bán quá. Nấu ngon quá, chịu không nổi. Má ơi. Nói nha ha. Bá cái. Mở ở nhà mấy con cải ha. Rồi nó giòn. Ngày đã luôn cả nhà. Ở nhà ha. Cái con mực nó còn giòn mà nó ốp nó vừa ăn lắm kìa. Cái cây, cây the. Vừa ăn. Nói chung đầy đủ hơn chị, ốp đầy đủ. Quá cháy luôn. Mình ăn bánh mì ha cả nhà. Ăn hết ổ chứ mình đem hai ổ ra mà ăn không có ít quá cũng không đủ đô đâu. Ngon quá trời. Bây giờ mình quắn là gì nè, vũ vũ quắn quất cắm ăn bánh đó mà cả nhà ha, mình thấm cho nó ướt luôn cả nhà. Đó ôi quá là ồ. Trời ơi, mình làm bằng cái nước dừa ha. Cái mình nấu mình nó hầm nó chín rồi, nó ngọt mà nó thanh tự nhiên lắm cả nhà, giống như mình ăn uống cái nước suối ở trong rừng vậy nha. Trời ơi chết rồi, cái cục thịt thôi nè. Rồi rồi thịt bự quá. Chơi đũa đi kìa. Rồi rồi thắng rồi. Rồi cái da của nó thôi nha ha. Trời ơi chết vậy nổi. Ngon quá. Mình ăn giống chết đói từ đời nào á nha. Nhưng mà nãy mới ăn rồi nha. Tại vì vợ nấu ngon quá. Chịu nổi. Cái miếng lên. Bá đạo quá. Ngon rồi nè. Cả nhà xem ơi. Nhớ cho xin một like nha cả nhà. Một đăng ký coi ha. Nếu mà thương thì bình luận yêu ái cho em ha. Chúc cả nhà nhiều sức khỏe nha. Bye bye cả nhà nha. Bye bye.